Từ những ngày đầu tiên đã xác định mình là những người đam mê cái nền văn hóa dài này thì chúng tôi không những là muốn nói về những đôi giày mà còn muốn nói về những câu chuyện và những cảm hứng đằng sau những đôi giày. Chúng tôi cố gắng để tạo ra cái tạp chí Giày Để Bàn để chia sẻ thông tin, tạo ra một kênh YouTube tên là Giày TV để chia sẻ những câu chuyện đằng sau những đôi giày. Và khi nghĩ tới một cái không gian nào đó để mà mọi người có thể tới để chia sẻ thêm những câu chuyện thì bỗng nhiên cái tên G-Lab xuất hiện ở trong đầu. Thì tại sao lại gọi là G-Lab? G ở đây thì chắc chắn là giày rồi, còn Lab là một nơi để chúng tôi bắt đầu làm những điều mới, chia sẻ những cái trải nghiệm của bản thân mình theo một cách mới. Nhưng nó cũng còn là một nơi để tất cả các bạn có thể đến và tìm hiểu, tìm kiếm những cái trải nghiệm riêng của bản thân mình và chia sẻ những câu chuyện đằng sau những đôi giày mà chúng ta yêu mến. Ở G-Lab, chúng tôi sẽ có một bộ sưu tập giày tương đối hiếm và có giá trị về mặt văn hóa. Và bất cứ lúc nào các bạn cũng có thể đến G-Lab cùng với bạn bè của mình để trải nghiệm những đôi giày này. Bên cạnh đó, các bạn có thể tìm thấy cho mình những item thời trang như là giày, quần áo, nón, đồng hồ G-Shock. Chúng tôi hy vọng rằng ở G-Lab, chúng tôi đã tạo được một không gian văn hóa và ở đó tất cả mọi người có thể đến và chia sẻ đam mê cùng với nhau.